Anh chàng này nổi tiếng với tài bói toán. Lúc anh đang làm phép, ngay cả những tài phiệt ở khu này đều phải thành khẩn quỳ trước mắt anh. Chiếc bùa vàng tiện tay vẽ ra lại càng được săn đón. Nhưng người đàn ông tài giỏi như vậy, lúc này lại chỉ có vẽ chiếc thánh giá trên ngực và cầu xin Chúa cứu mình. Đột nhiên có một bàn tay máu me xuất hiện lại càng dọa anh ta hoảng sợ hơn. Nhưng cô em lại nói nó hình như không phải xác chết, rõ ràng là người sống. Mấy người họ xuống xe, đó rõ ràng là anh chàng bị người tài phiệt đó đâm vào rồi bỏ chạy. Bọn hộ vội vã kêu cứu. Lúc này nhà tài phiệt đó biết được đối phương vẫn chưa chết, lập tức giận dữ hét lớn. Mà một người phụ nữ nhận được báo án cũng chạy tới, chính là Han Che-hui, người vừa mới được điều tới. Mấy tên cảnh sát nghe thấy tên của cô lập tức đứng hình tại chỗ. Han Che-hui, lẽ nào là mà nữ Han của sở cảnh sát Yongjin? Cậu trai trẻ bên cạnh nghe thấy liền nói, một nhân vật tầm cỡ như cô ấy sao có thể đến nơi nhỏ bé này của chúng ta chứ? Không phải cô nhỉ? Chà, tin đồn về tôi đã lan đến tận đây rồi sao? Nghe được lời này, hai người đều đứng hình rồi. Hóa ra người phụ nữ trước mặt này đã từng dựa vào chính sức lực của mình đi vào hang ổ của xã hội đen và hạ gục một cao thủ của băng đảng xã hội đen bằng tay không. Một người cao thủ như cô dường như có lắp lò xo ở chân, nhảy lên đã hạ gục được mấy tên đó, thần thái như một ác quỷ ở dưới lòng đất vậy. Từ đó mới có biệt danh là ma nữ Han. Nhưng cho dù cô là một đại ma vương thì vẫn không có cách để giải quyết vụ án này. Nhưng điều khiến cô không thể ngờ tới là người đàn ông khiến cô canh cánh trong lòng này lại được nhìn thấy ở hiện trường vụ án, còn trùng hợp là người báo án. Cô bị sốc quay ra nhìn chằm chằm vào anh. Sao cô ấy nhìn anh hoài thế? Rõ thế còn gì, chắc chắn là bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc rồi. Thấy cô gái đang đi tới gần, người đàn ông vội vàng đeo kính râm lên. Chưa từng nghĩ cô gái này lập tức đã đặt ra nghi ngờ về anh ấy. Sao anh tìm được nơi xảy ra vụ án này? Han Jun đang định giải thích là thần linh đã nói với anh ấy. Anh nhà tôi là pháp sư mà, nhìn không giống chút nào nhỉ. Anh ấy rất giỏi coi các vụ trọng án lắm. Nhưng cô lại làm sao có thể tin những điều vô lý như vậy? Tối hôm đó cửa hàng của người đàn ông đã xảy ra chuyện. Hóa ra là người phụ nữ điên luôn gây rắc rối cho quán lại xuất hiện rồi. Bọn họ vội chạy ra ngoài xem xét. Hộp thư ở ngoài cửa đã bị mở ra, rác trong thùng cũng bị đổ ra khắp nơi. Nhưng bọn họ vẫn không biết là lần này không phải là một mụ điên. Hóa ra là cảnh sát Han. Cô nảy sinh sự hoài nghi với người đàn ông này nên phải chạy tới đây điều tra. Đây là những thứ gì vậy? Ông chủ, bà điên kìa, cô ta ở đằng này. Mấy người họ vội vã đuổi theo, nhưng không nghĩ mụ điên này lại chạy nhanh như vậy. Điều kỳ quặc nhất là khi họ bị dồn ép thì cô gái liền nhảy thật nhanh lên tường. Ai cũng đứng hình trước hành động mượt mà này của cô. Nhìn nữ chính tóc dài, mọi người cho rằng mình đã nhìn thấy ma liền sợ hãi hét lớn và bỏ chạy, để lại đạo sĩ đó ở lại. Dám giở trò quỷ trước mặt đạo sĩ này sao? Xuống đây ngay cho tôi. Khi đối đầu, cô gái nhìn thấy đôi giày cũ đang treo ở gần đó, liền đá nó tới ngăn người đàn ông chụp ảnh, sau đó bỏ đi. Nhưng hai người vẫn không biết là ngày hôm sau họ sẽ bắt đầu một trò chơi rất đặc sắc. Người này tự xưng là Han Nam Jun đại pháp sư, trừ yêu diệt ma lại kiêu ngạo đến như vậy. Anh một mình đi vào nhà của một tên tài phiệt giết người không chớp mắt. Anh ta cười rồi nói mày là đồ bịp bợm lừa gạt vợ tao. Vừa nói liền định tát anh, nhưng một giây sau anh ta liền đứng hình rồi. Nếu không muốn bị bắt vì tội giết người không thành thì nghe lời đi. Chờ đã, sao em biết? Tên thư ký tròi khốn kiếp này. Han Jun nói linh hồn bị anh sát hại đang ở nhà của anh đấy. Nhưng anh ta vẫn tỏ ra không tin. Nó đang nguyền rủa tôi sao? Nhưng một giây sau thì anh ta không tin cũng phải tin. Chỉ thấy người đàn ông lấy chuông hủy hồn ra. Vợ của anh ta vội vàng chắp hai tay lại. Sau khi trải qua việc làm phép, họ là Sim, tên là Giang Ho. Người đàn ông sững sờ khi nghe được những lời này. Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Ở vùng này ai mà không biết đến tên của anh ta chứ? Nhưng hành động sau đó lại khiến anh ta sững sờ. Anh dựa vào những tài liệu này có thể đoán ra được, bình hoa và tranh trong nhà đều được thay mới, vậy thì chắc chắn đó là công cụ gây án. Anh bắt đầu mô phỏng lại hiện trường vụ án và suy luận, vậy mà anh xin này lại thuận tay phải. Vậy thì, anh cầm bình hoa bằng tay phải và siết cổ cô ấy đến chết bằng tay trái. Nói xong còn chỉ tay vào một góc ở gần đó, cô ấy vẫn nhớ rõ mồn một đấy. Nói xong liền cầm chuông hủy hồn liên tục đập mạnh vào người đối phương. Bây giờ thì anh xin này cũng phải bồn chồn lo sợ rồi. Vụ này đến cấm cũng phải bó tay. Thế mà hết sảy nổi cả da gà. Nói xong liền quỳ xuống trước mặt người đàn ông. Thần thánh ơi, ngài quả là cao nhân, anh hãy cứu tôi lần này. Người đàn ông liền nói lần này tôi sẽ giúp anh thoát tội, nhưng chỉ đến đây thôi. Nếu anh còn phạm thêm tội ác nào nữa thì tôi cũng bó tay. Ngày hôm sau phía cảnh sát tới bắt người, có sự giúp đỡ của tổ trưởng Han Che-hui. Lần này họ mới lấy được lệnh bắt giữ tội phạm. Hơn nữa mấy người họ từ lâu đã muốn đưa tên ác độc này ra trước pháp luật rồi. Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của đối phương, càng khiến họ thêm tức giận. Anh ta vốn dĩ không muốn đi theo họ, nhưng trên lầu lại truyền tới giọng nói của Han Jun. Ngoan ngoãn đi theo rồi ngậm chặt miệng vào.
cứ đợi đó rồi sẽ sớm được thả. Chúng tôi có chứng cứ xác thực nên đừng hòng có thể làm gì với một đạo sĩ thối này đây. Nhưng lý do lần này họ lại tự tin như vậy là vì bằng chứng họ lấy được có thể buộc tội được anh ta. Camera đã chụp lại rõ ràng chiếc xe và khuôn mặt của anh ta lúc gây án. Điều này khiến anh có chút sợ hãi. Anh dùng hộp đen lại đắt tiền ghê. Bấm dừng đại mà cũng đẹp cỡ ảnh chứng minh thư đấy. Chính vào lúc họ đang chuẩn bị kết án thì bên ngoài truyền tới giọng nói của đạo sĩ Nam. Anh đến đây chính là xóa bỏ sự nghi ngờ về anh xin này và nói rằng chứng cứ họ có được là nhờ thu thập trái phép thì được coi là vô hiệu. Cô nhận hộp đen trước khi có lệnh khám giữ. Khi cô gái hỏi anh tại sao lại biết thì anh ấy lại nói lời đó một lần nữa. Là ma quỷ nói với tôi đấy. Anh lập tức lấy chiếc quạt ra bắt đầu biểu diễn. Có một con ma vẫn luôn theo đuôi đội hình sự 7. Sau đó anh chính xác chỉ vào tên cảnh sát tìm được vật chứng đó. Nhưng đối phương lại phủ nhận. Vậy thì được rồi, chỉ cần xem camera ở đây thì chúng ta có thể biết cậu ta nhận được nó từ lúc nào. Quả nhiên mọi thứ đều như anh mong đợi. Vì thế camera hành trình đó trở thành tang vật bất hợp pháp. Cảnh sát các người biết luật nhưng lại phạm luật. Vậy thì thả anh ta ra đi, nếu không các người sẽ bị sa thải. Anh kiêu ngạo bảo cảnh sát giúp anh xin mở còng tay ra. Sau khi anh ta rời đi, đạo sĩ Nam còn quay lại chế nhạo chê hui. Nhưng khi ra ngoài, anh liền đá mạnh vào chân anh xin và cảnh cáo anh ta đừng đắc ý quá mà quên mất hình tượng của mình. Đây là lần cuối cùng đạo sĩ ta giúp anh. Nhưng anh không biết là Chê Hui đã xuất hiện ở sau lưng anh và tức giận hỏi anh tại sao lại giúp kẻ ác này. Hơn nữa khiến cô không thể ngờ tới là bằng chứng đó là đạo sĩ Nam gửi tới. Nhìn người đàn ông vì tiền mà tàn nhẫn như vậy, cô gái rơi vào ký ức. Rõ ràng từng là một cảnh sát rất xuất sắc, còn là sư phụ dạy võ cho mình. Nhưng anh lại tỏ ra không quen biết mình. Cô gái tức giận lập tức dạy cho anh một bài học. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cấp dưới lại nói đạo sĩ Nam vừa nói những điều không thể tưởng tượng nổi với anh. Thả con săn sắt bắt con cá rô. Anh đừng vội thất vọng khi chưa thấy con cá lớn. Mà câu nói này lại khiến Chê Huy nhận ra được một ý nghĩa khác. Hắn đang tuyên chiến. Cô nói đúng, đây là một trận chiến. Lẽ nào là ma nữ Hàn của sở cảnh sát Yongjin?